Chàng trai này từ khi rất trẻ đã bước vào giới tu tiên, tuy là từ người phàm ở đáy xã hội bơi lên mà không ăn xin. Cậu vẫn liên tục đạp đổ những người sĩ mõm khác, dẫm lên từng mức cao của sức mạnh, nhưng cậu ta lại rất sợ chết, một con người hướng nội chỉ biết tu luyện. Trốn trong hang cùng nhiều anh em khác, chàng trai ấy tên là Hàn Tuyệt, may mắn được chuyển sinh ở thế giới mới với tư chất tuyệt đỉnh, con người bậc 7 đầu tiên. Ở tập trước, Hàn Tuyệt đã có được một cái linh kiện tuyệt phẩm, Ách Vận Thư, một có thể nguyền rủa rất dã man người khác. Có nó trên tay, Hàn Tuyệt liền nguyền rủa Lý Tiềm Long, làm cho hắn đen hơn cả cái chứ đen. Thời gian cứ thế trôi về 2 năm sau, Hàn Tuyệt đang ngồi xem lại một vòng trong thời gian qua những người bạn của mình dạo này như thế nào. Không ngờ mới 2 năm mà có nhiều chuyển biến như vậy, đặc biệt là Tô Kỳ, cậu ta làm cả một cái thanh quỷ phải gặp thiên kiếp mấy trăm năm, cả phái bị tiêu diệt. Tô Kỳ đúng là một gói thuốc độc mà ai uống vào cũng không hề biết mình vừa uống phải độc, quá trâu bò. Hôm nay là một ngày đặc biệt của Hàn Tuyệt, cậu ta sẽ đến Vạn Yêu Giới để đột phá dung hư cảnh. Tịnh Tể Chân Nhân đang phải dẹp các đệ tử khác để một mình Hàn Tuyệt vào trong. Mấy vị huynh đệ này có hơi xôn xao. Hàn Tuyệt bên trên quay đầu lại cảm ơn Tịnh Tể Chân Nhân, rồi nhờ bà ấy trông cho mình trong lúc độ kiếp ở Vạn Yêu Giới. Tịnh Tể Chân Nhân không phiền hà, mời Hàn Tuyệt vào trong Vạn Yêu Giới, truyền tống trận khởi động, đưa Hàn Tuyệt tới Vạn Yêu Giới. Tịnh Tể Chân Nhân ở lại với sự hoang mang. Hàn Tuyệt mới hóa thần chưa tới 100 năm, hơn 200 tuổi thì đạt tới dung hư cảnh, thật sự bà chưa từng nghe thấy. Cho dù là Cửu Đỉnh lão tổ năm đó được mệnh danh là đệ nhất thiên tài của giới tu chân Đại Yến, cũng đã tốn gần 1000 năm mới đạt tới dung hư cảnh, điều này đúng là khó tin. Mấy tên đồ đệ ở đằng sau cũng hoang mang, hỏi sư phụ của mình xem có phải ở trong đấy gặp động đất không. Trưởng lão Trảm Thần mượn Vạn Yêu Giới độ kiếp, chuyện này nhớ không được truyền ra ngoài, chỉ nói Vạn Yêu Giới gặp thiên tai là được. Tịnh Tể Chân Nhân hết cách đành phải giải thích cho đồ đệ của mình, trưởng lão Trảm Thần. Cái tên này làm lũ đồ đệ ồ lên, người thì muốn sinh con cho Hàn Tuyệt, người thì muốn gọi Hàn Tuyệt là bố. Chỉ có riêng quan trưởng lão bí mật trà trộn vào đây rồi sử dụng một bình thuốc tra thần nào đó, kiểm tra xung quanh rồi, chuẩn bị thực hiện kế hoạch nào đó, trong lúc mà Hàn Tuyệt không có ở đây. Vào trong Vạn Yêu Giới, ở đây đã có thiên lôi oanh tạc 7 ngày không dứt, cuối cùng thì đạo kiếp lôi cuối cùng cũng xuất hiện, đánh thẳng vào người Hàn Tuyệt. Sau cú sát cực mạnh này thì Hàn Tuyệt đã chuyển kiếp thành công, đột phá tu vi dung hư cảnh. Để chúc mừng Hàn Tuyệt đột phá tới dung hư cảnh, hệ thống cho cậu một kiện pháp bảo cộng sinh. Pháp bảo cộng sinh sẽ dung hợp với linh hồn của người đập, cả đời chỉ công nhận người dung hợp cùng. Khi chủ nhân của nó mạnh lên thì pháp bảo cộng sinh cũng sẽ không ngừng mạnh lên. Lần này sẽ có hai sự lựa chọn liên quan tới pháp bảo, một cây kiếm hoặc một pháp bảo loại hình phòng ngự. Hàn Tuyệt theo con đường kiếm tu việc gì phải lăn tăn nhiều, hệ thống cho Hàn Tuyệt một cây Hồng Mông Phán Định kiếm. Cây kiếm này có vẻ ngoài mạnh mẽ lịch lãm, bên trong lại chứa đựng một sức mạnh vô cùng khủng bố, thực sự nó rất hợp với Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt nghe cái tên Hồng Mông, tự hỏi có phải là Hồng Mông trong tiểu thuyết Hồng Hoang không, nhưng một cái khác cắt ngang câu hỏi đó. Nhìn ở trên bảng hiển thị thì Hàn Tuyệt đang ở trong giai đoạn thoát phàm, có thể giải thích như lột thân xác người phàm đi bắt đầu bước chân vào tiên nhân. Giờ nam chính đã ở tu vi dung hư cảnh nhất tầng, dung hư cảnh so với hóa thần là một chênh lệch cực kỳ lớn, thần cảm cũng có thể vươn ra ngoài trăm dặm. Hàn Tuyệt vừa mở cái thần cảm ra đã thấy quan trưởng lão đang bước tới chỗ này, tự hỏi hắn ta đến đây để làm gì. Quan trưởng lão vẫn đang ung dung bước đến gần chỗ của Hàn Tuyệt, hắn thấy dư ba lôi kiếp vẫn chưa tan, nghĩ rằng Hàn Tuyệt đang trốn ở đâu củng cố tư vi. Ai ngờ mới vừa thốt xong câu này, Hàn Tuyệt đã ở cái cây đằng sau, hỏi em giai tìm anh làm gì. Quan trưởng lão ngoái đầu lại nhìn Hàn Tuyệt, đập vào mắt hắn ta là một bộ mặt trai tráng, vừa sáng vừa có góc cạnh, vẻ đẹp hoàn mỹ làm quan trưởng lão ngớ người, tự nhiên muốn đầu thai thành con gái. Cảnh chuyện chuyển đến một nơi khác, Lý Tiền Long đã tập hợp được một số môn phái lại, trong đó có cả những trưởng lão của Thanh Minh Ma giáo lần trước chạy được. Bọn chúng đang bàn về vấn đề của Mạc Phục Cừu, anh ta dạo này giống như khác người, đã cướp đi rất nhiều bảo vật còn chèn ép những môn phái ở đây với danh tiếng là đồ đệ của Ngọc Thanh Tông. Bọn họ đang muốn liên thủ báo thù Ngọc Thanh Tông, Lý Tiềm Long thấy sự việc đi đúng ý mình, thêm dầu vào lửa, Ngọc Thanh Tông chứa chấp tặc tử ma đạo, Mạc Phục Cừu cừu hãm hại vô số người trung ương. Bọn chúng sẽ đến Ngọc Thanh Tông đòi lại một lời giải thích. Lúc mà Lý Tiềm Long nói xong câu này thì những người ở bên đều có cùng quan điểm, quyết định sẽ liên thủ với nhau. Trở lại với Hàn Tuyệt, cậu hỏi một lần nữa xem có phải quan trưởng lão đang muốn tìm mình không. Hỏi cho vui thôi chứ trong lòng Hàn Tuyệt biết tên này đến tìm mình chắc chắn là không có ý tốt gì. Quan trưởng lão to mồm gà kèo với Hàn Tuyệt, bảo rằng nếu mình thắng thì trở thành trưởng giáo của Ngọc Thanh Tông. Hàn Tuyệt nhớ lại lúc sư phụ Y Tuyền Tiên Tử bảo quan trưởng lão sẽ đến tìm cậu, bà ấy nhờ cậu đánh cho tên này một trận để khỏi to mồm nữa. Hàn Tuyệt tức giận, sư phụ đã nhờ thì mình phải làm, nhưng mà sớm không tới muộn không tới, tới vào lúc cậu vừa đột phá dung hư cảnh, đây đúng là chọc tức người ta mà. Hàn Tuyệt nhảy xuống, quan trưởng lão cũng bước tới, hai bên chẳng nói gì thêm vì đã hiểu ý nhau. Quan trưởng lão đem thần thông mới lĩnh ngộ ra được, trong lòng vừa tự tin vừa hy vọng và nó có thể đánh bại được Hàn Tuyệt để Huy Tuyền Tiên Tử có một cái suy nghĩ khác về mình. Quan trưởng lão tị kiếm, tự quảng cáo đây là thần thông tuyệt thế, nó tự mang theo sát thương thật sự hiệu quả phá hoại rất lớn. Một phát nhập hồn thân xác vỡ tan, quan trưởng lão vút đường tay, thanh kiếm kia theo hướng tây của hắn vút nhanh về phía Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt không rén, cậu mang ra một tuyệt chiêu đầu đời lâu rồi chưa dùng, tuyệt chỉ thần kiếm, một thanh kiếm siêu to khổng lồ xuất hiện. Đối đầu với một thanh kiếm nhỏ bé tí của quan trưởng lão,
Tất nhiên là tuyệt chỉ thần kiếm của Hàn Tuyệt ăn đứt cái kiếm vô nhất gì kia, nó bắn thẳng đến chỗ quan trưởng lão, làm hắn bay ra xa. Trong lòng thì không thể tin được, ngay cả một kiếm của Hàn Tuyệt cũng không đỡ được, nếu không phải nam chính dịch hướng của kiếm khí, e là quan trưởng lão đã thành ma đói rồi. Giờ thì quan trưởng lão cũng hiểu tại sao sư muội của mình hay nhớ nhung Hàn Tuyệt. Buồn cười hơn là lúc nãy hắn ta còn muốn đánh bại Hàn Tuyệt chỉ trong một kích. Hàn Tuyệt đứng yên nhìn quan trưởng lão ngã túi bụi, cậu không tiếp tục hành hạ hắn, bộ mặt bình thản khen quan trưởng lão là một đối thủ mạnh. Quan trưởng lão đứng hình nhìn theo bước chân của Hàn Tuyệt đang rời đi. Ngọc Thanh Tông hiện nay cũng chỉ có người đáng để ta ra tay, không cần nguội lòng, có ngươi Ngọc Thanh Tông này mới có tương lai. Hàn Tuyệt vừa đi vừa khuyên quan trưởng lão. Quan trưởng lão như một người con gái yếu ớt ngồi yên ở đó, thiện cảm của hắn không cần nói ai cũng biết. Hàn Tuyệt rời đi nhưng không muốn nghe hệ thống lải nhải nữa. 3 năm sau, Hàn Tuyệt vẫn chăm chỉ tu luyện, nhưng cậu đổi lại tên ngọn núi này cho nó mới, núi khổ tu thành tiên. Thiên Cầu và gà Hắc Mục ở đằng sau rất vui mừng vì chủ nhân của mình lại mạnh thêm gấp vài lần. Hàn Tuyệt rất vui với sự tăng bốc của bọn chúng, thực lực của cậu bây giờ đúng là rất vừa ý. Một cuộc chiến ở sân thí luyện mô phỏng, Hàn Tuyệt cuối cùng cũng đánh bại Cửu Đỉnh chân nhân, may nhờ Hồng Mông Phán Định kiếm đại phát thần uy, cho dù đã đánh rất lâu, dung hư cảnh bát tầng, Hàn Tuyệt cũng có thể chiến thắng. Tiêu Ích dung hư cảnh nhị tầng mà đến đây thì gọi Hàn Tuyệt bằng bố. Đang vui sướng thì thông báo hệ thống lại tinh tinh, thông báo Hàn Tuyệt có quan hệ mới, hãy kiểm tra tình hình. Hàn Tuyệt nhìn qua một lượt, không ngờ giới tu tiên dạo gần đây lại nhộm nhà như vậy, rất nhiều chuyện đã xảy ra trong Ngọc Thanh Tông và những nơi khác. Hàn Tuyệt tuy đã mạnh nhưng vẫn lo lắng có tông môn khác đến giết mình. Vừa định vào tu luyện tiếp thì Lý Khanh Tử bất ngờ đến đây, bộ dạng của ông ta thì khỏi phải nói, thương tích từ đầu đến chân, không còn nổi một cái răng để ăn cơm. Lý Khanh Tử bỏ qua sự lo lắng của Hàn Tuyệt, lo lắng nói rằng hai phe tông môn chính ma của Đại Yến liên thủ chuẩn bị hợp lực công đánh Ngọc Thanh Tông, hai chính đạo ma liên hợp vây công, chuyện gì đây? Hàn Tuyệt bình tĩnh hỏi Lý Khanh Tử. Lý Khanh Tử tức giận nói rằng lũ người kia vu khống Ngọc Thanh Tông, nói tông có một đệ tử hạc tâm rơi vào ma đạo. Lý Khanh Tử đích thân tới xin lỗi bọn họ lại túm đầu úp cho một trận. Ông ta còn nói thêm tên đệ tử kia tên là Mạc Phục Cừu Cừu. Hàn Tuyệt bất ngờ khi nghe cái tên này, vì đó là huynh đệ có quen biết với cậu. Hàn Tuyệt tò mò muốn Lý Khanh Tử kể chi tiết về chuyện của Mạc Phục Cừu. Lý Khanh Tử hứa bắt đầu vào chuyện. Mạc Phục Cừu bước chân vào đời ở một thế gia tu hành, Mạc gia. Lúc đó tên của hắn không phải là Mạc Phục Cừu, nhưng cuộc đời không được ngọt bùi mai, đáng cay khi Mạc gia có người cấu kết với ma đạo, cả tông bị các tông môn chính đạo liên thủ tiêu diệt, chỉ còn lại Mạc Phục Cừu Cừu và Mạc Trúc may mắn sống sót. Sau này hai huynh đệ nương tựa mà sống lang bạt mấy năm tới Ngọc Thanh Tông, được đạo lôi trưởng lão đích thân thu làm đệ tử và ban cái tên mới. Tuy nhiên hắn không thể giữ được như ý nguyện, một lần ra ngoài lịch luyện gặp phải kẻ thù ngày xưa, Mạc Phục Cừu đã chém giết không ít đệ tử của tông môn đó, sau đó tiếp tục đồ sát các tông môn chính đạo khác tham gia vào vụ án năm đó, tới mức bây giờ có hơn 5 tông môn đang truy sát Mạc Phục Cừu. Mạc Phục Cừu Kiều bị ép tới đường cùng, không thể không thi triển thần thông của gia tộc. Kết quả thần thông ẩn chứa ma niệm, dẫn tới hắn trực tiếp nhập ma. Mạc Phục Cừu dựa vào thần thông này giết vô số người, bây giờ đã triệt để thành ma, không thể quay đầu. Hàn Tuyệt nghiến răng, không tin Mạc Phục Cừu mà mình biết lại là một con người như vậy. Lý Khanh Tử cũng đồng ý với quan điểm đó, nghi ngờ tông môn có chuyện mờ ám. Kết thúc video ngày hôm nay, để xem phần tiếp theo thì bạn hãy bấm vào kênh Triệu Gia, chọn danh sách phát để xem tập mới nha. Đừng quên đăng ký kênh để đón chờ nhiều video review hay sắp tới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại!